nông sản, phong trào phụ nữ, đoàn thanh niên chung tay chống dịch. Thậm chí có những hộ mổ heo, dê, ủng hộ các bếp ăn, phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Qua đó có thể thấy sức mạnh nội lực trong nhân dân cùng nhau phòng chống dịch bệnh ở huyện biên giới Bù Đốp được phát huy mạnh mẽ. Nhờ vậy, từ khi dịch bùng phát đến tháng 10 năm 2021 đã có hàng chục tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm, rau củ quả và gần 2 tỷ đồng tiền mặt được quyên góp, không chỉ đóng góp cho công tác phòng chống dịch ở địa phương, các tầng lớp nhân dân, đoàn thể xã hội còn tích cực tham gia ủng hộ các địa phương khác như vận động ủng hộ nhiều chuyến hàng, san sẻ yêu thương với hàng trăm tấn rau củ quả, chia sẻ khó khăn với tuyến đầu chống dịch và nhân dân vùng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Đốp, Nguyễn Thanh Hiền cho biết, khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện triển khai đến các cơ sở đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân, có gì ủng hộ đấy, người dân ủng hộ hàng hóa, rau củ quả, còn các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ tiền mặt, hàng hóa cho đến xung phong trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch. Trong thời gian qua, sức mạnh nội lực trong nhân dân trên địa bàn huyện đã được phát huy và mang lại hiệu quả rất lớn trong công tác phòng chống dịch ở địa phương. Là địa bàn huyện biên giới, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, song tinh thần đại đoàn kết toàn dân ở Bù Đốp luôn được gìn giữ và phát huy. Với sự chung tay, đồng lòng, tình hình dịch bệnh ngày càng được kiểm soát tốt, cuộc sống của người dân nơi đây đang từng bước thích ứng, trở lại trạng thái bình thường mới. Chương trình thời sự do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Bù Đốp thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Công ty AA xin gửi tới bà con thông tin hướng dẫn kỹ thuật trồng điều ra nhiều trái. Bà con chú ý lúc điều bắt đầu ra bông là thời điểm dễ bị sâu ăn bông, bọ xít, muỗi, bệnh thúi bông do nấm gây thất thu năng suất. Để đảm bảo bông điều không bị hại, bà con có thể sử dụng thuốc y tế cho thực vật của công ty AA. Thuốc trừ bọ xít muỗi và sâu ăn bông có AA-PET 50EC, AA-ALPHA 5EC, AA-CYBER 10EC được đặc chế cho cây điều, có mùi thơm nhẹ, đánh lừa muỗi bọ xít khi phun. Thuốc trừ nấm gây thúi rụng bông có trừ bệnh Manco Anton 80 VKP, Mastertop 325 SC, phun định kỳ theo hướng dẫn cách nhau 10 ngày một lần, vào sáng sớm hoặc chiều tối. Chú ý nên phun bình điện và khi trời lặng gió để đạt hiệu quả cao nhất. Đến giai đoạn đậu trái non, cần hạn chế điều rụng trái sinh lý để tránh thiếu hụt canxi nitrat và bo. Cần phun ngay phân bón canxi nitrat bo để bổ sung các nguyên tố này trực tiếp cho trái điều không bị rụng. Công ty AA hy vọng kinh nghiệm này sẽ giúp bà con có mùa điều bội thu. RadioAd, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.